cô chú đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hiện tại là Cuộc Sống Sài Gòn TV đang đứng ở ngay chỗ chợ Sống Củi nè cả nhà, của quận 8. Thì hôm nay mình đi ngang qua đây thì mình thấy một chiếc xe phá lóng chiên khá là hấp dẫn của chú Trọng và đã được 153 đối diện 153 nha cả nhà, Sống Củi, phường 11, quận 8. Ồ, thấy chú Trọng nè, nên là mình ghé lại mình quay và giới thiệu cho cả nhà. Nếu có dịp về đây, đi ngang qua đây thì cả nhà có thể là ghé thưởng thức nha. Ồ, hấp dẫn. Nghe chú Trọng nói là chú bán được mấy chục năm rồi. Ồ, nhìn nè, hấp dẫn không cả nhà. Món đó là món gì vậy chú? Chén gạo. Dạ. Bây giờ mà gì nữa không? Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chú? 4 giờ chiều bán chứ nhầm mỗi lắm, giờ là giờ hết. 4 giờ chiều đến hết thôi phải không? Dạ. Chú bán là từ 4 giờ chiều ngang cả nhà, từ thứ hai đến chủ nhật luôn. Hấp dẫn không? Mọi người đứng để chờ để định thức. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ về ẩm thực đường phố, ghé lại quay lại hấp dẫn luôn nha, khá là bất ngờ. Như cái đầu này là bao nhiêu chú? Đầu cánh rồi là bao nhiêu chú? 25.000 đúng không? À, đầu là 25.000. Em bằng 20. À, cánh là 3 cái 20, còn cái lưỡi cô thấy lưỡi nè. 3 cái 20. À, lưỡi 3 cái 20, rồi trứng gà nữa. 25.000 cơ. Dạ. Con mè nè cả nhà. 20.000 cái. Dạ. Còn cái mè, cái gà vịt kia này chú 60 cái. À, 60 cái hả? Ồ chú. Còn ở ngoài này mình thấy rất nhiều món nữa, lạ quá nhà ơi. Có linh với gà. Dạ. Xôi, phở. Dạ. 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 Ruột vịt, nhiều món. À, cái này là dầu vịt chà. Ruột vịt. Ôi, hấp dẫn không? Được mấy chục năm rồi, chờ Sống Củi ở địa chỉ này luôn à chú. Dạ. Cái chiên này nè, cái chảo, cái chiên. Trong chảo đó là mình ướp gia vị rồi vô rồi chú. Ướp ở ngoài hết. À, nước ở ngoài mình bỏ vô mình chiên lại cho nó nóng tròn. Đường phố Sài Gòn, lang thang Sài Gòn thì Cuộc Sống Sài Gòn TV á cả nhà, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà rất nhiều địa điểm ẩm thực. Nếu đi ngang qua khu vực chợ Sống Củi, địa chỉ là đối diện 153 bến Sống Củi, phường 11, quận 8 nha cả nhà, thì ghé xe phá lấu của chú nè. Ồ, phá lấu vịt heo khá là hấp dẫn. À, chú bỏ đậu đùa quá. Hấp dẫn luôn.
nha cả nhà. Cả nhà thấy chợ đường Xóm Củi không? Tức là đường Hưng Phú đó cả nhà, Hưng Phú chạy thẳng mới về nha. Đó. Chợ Xóm Củi hướng này đây lên cầu Trà Bà này cả nhà. Là đi qua quận 5 á. Phim GoPro. Dạ. Yeah. Thấy nó nhỏ quá hả? Ồ, hấp dẫn không? Nhìn phía trước cái nhà này tiếng rất là bắt bắt. Đây. Phá lấu nè, bò nè, chiên giòn nè, thú linh heo chiên giòn. À, cái này là thú linh phải không chú? À, cái này là thú linh nè, ruột già. Rồi. Rồi dạ. Con sôi. Con sôi hả? Chú heo. À, con sôi là của chú heo á hả? Con sôi đó chú heo. Do là con nhìn con thấy nó lạ quá nên là con cho là phèo heo. Dạ. Ở đây là út bít heo. Dạ. Chú heo. À đây là chú heo. À. Ở. Còn cái đây là ruột ruột. Ủa, bít heo. Dạ. Ủa, nhiều món không? Hấp dẫn không nhỉ? Này rất là. Dạ. Hôm nay nhậu thôi khỏi chê rồi. Nhậu là bá cháy nha cả nhà.
rất nhiều địa điểm ẩm thực nhé trong cái thời gian sắp tới nha cả nhà. Đường sáng buổi chiều tối nha cả nhà. Rồi, ok. Cái đây là dầu nó sôi đó nha cả nhà. Dạ. Dầu nó sôi đó, chứ không phải là, nhưng mà trong này là chú cũng có ướp hết rồi, gia vị hết rồi. Dạ. Chiên mỡ mới ngon hả? Mỡ mới ngon, dầu mới ngon. Dạ. Ồ, đó là bí kíp đó nha cả nhà. Bí quyết đó nha. Để cho món ngon á. Đó là phải chiên bằng mỡ chứ không ai chiên dầu.